Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai mùng 10 tháng 6 trên kênh VTV Tiên và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, rãnh áp thấp có xu hướng nâng trục chậm lên phía Bắc. Trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, Bắc Bộ lại có thêm những cơn mưa với lượng mưa từ 40 đến 70 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm, nguy cơ xảy ra tình trạng lũ quét sạt lở đất sẽ ở mức cao đến rất cao. Sáng đến ngày mai, khu vực trung du và vùng núi phía Bắc vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, có lúc có mưa, khu vực đồng bằng lại có nắng. Nền nhiệt trong ngày mai ở khu vực trung du và vùng núi ở mức từ 29 đến 31 độ, trong khi đó ở vùng đồng bằng bao gồm cả thủ đô Hà Nội với ngưỡng nhiệt từ 32 đến 33 độ. Dự báo đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài cho đến khoảng ngày 12 tháng 6. Với miền Trung dưới tác động của rãnh áp thấp, trong đêm nay và sáng sớm ngày mai ở khu vực Thanh Hóa sẽ có mưa nhiều nơi. Phần phía tây của Thanh Hóa cục bộ có những điểm mưa vừa đến mưa to. Vì thế nền nhiệt ở khu vực này chỉ dao động trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Trong khi đó ở các tỉnh thành phố từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Bình Thuận là vùng xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao từ 35 đến 37 độ. Một số nơi vùng núi phía tây của các tỉnh như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam nhiệt độ cao 38 độ. Lưu xuống ở phía nam, dự báo từ chiều nay trở đi, mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đã quay trở lại với những cơn mưa rào và dông nhiều nơi. Cục bộ cũng có những điểm mưa vừa đến mưa to. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở vùng cao Tây Nguyên từ 29 đến 32 độ, còn ở khu vực Nam Bộ với ngưỡng nhiệt từ 32 đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, rãnh áp thấp phía Bắc cũng khiến cho khu vực vịnh Bắc Bộ trong đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, kèm thêm nguy cơ tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh. Trong khi đó, ở ngoài khơi khu vực huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết tốt, không mưa, gió hướng Tây Nam mạnh ở mức cấp 4 đến cấp 5.